một biểu tượng của hy vọng và cầu nguyện, nhà thờ ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Đức cha Francis Xavier Yusoin, Tổng tuyên ý quân đội Hàn Quốc, đã chủ trì thánh lễ đầu tiên tại vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong số các nhà thờ Công giáo Nam Hàn thì đây là nơi gần với Bắc Hàn nhất. Nhà thờ là một phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Nó sẽ phục vụ các tín hữu của quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ phục vụ trong khu vực. Đức cha Tổng tuyên ý quân đội Hàn Quốc cho biết việc xây dựng một nhà thờ Công giáo nhỏ gần biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn là biểu tượng của hy vọng và cầu nguyện cho sự thống nhất hòa bình của hai miền Triều Tiên. Nhà thờ Công giáo JSA ở Camp Boniface tọa lạc tại Pachu thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Nhà thờ này thay thế một nhà thờ có từ những năm 1950, được xây dựng ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1950-1953. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức cha Du chủ sự thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ, đại diện của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và giáo hội đã có mặt. Trong số này có Đức Tổng giám mục Alfred Suarez, sứ thần tòa thánh. Trong một cuộc phỏng vấn với Korea Times, Đức cha Tổng tuyên ý giải thích rằng nhà thờ mới có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì nó rất gần với Bắc Hàn. Đức cha khẳng định, tôi thật sự vui mừng và tôi muốn cảm ơn những người đã đóng góp cho việc khai trương nhà thờ. Nằm cách lãnh thổ Bắc Hàn chỉ 4 cây số, đây là nơi gần nhất trong tất cả các nhà thờ Công giáo ở Nam Hàn. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đóng vai trò là cái nôi tôn giáo cho các tín hữu quân đội của Hàn Quốc và Hoa Kỳ phục vụ trong khu vực an ninh chung JSA. Nó cũng sẽ là nơi nghỉ ngơi và suy niệm cho khách du lịch bất kể tôn giáo. Nhà thờ cũng vinh danh 22 quốc gia đã chiến đấu với chúng tôi hoặc cung cấp trợ giúp trong chiến tranh. Kiến trúc của nhà thờ Công giáo JSA được lấy cảm hứng từ nhà thờ Đức Maria các Thiên Thần ở Assisi. Đức cha Du kết luận, điều này làm tôi cảm động vì tôi là tu sĩ dòng thánh Francisco Assisi. Tôi tin rằng nhà thờ này là một phép lạ của tình yêu Thiên Chúa và tôi hy vọng rằng du khách sẽ trải nghiệm ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt là sự bình an và phúc lành nội tâm.